Coi đài tới. Đây dịnh cho. Mới nãy quay vô. Hả? À. Trời ơi, nguyên cái xe bự lắm chứ bộ đậu chút đấy. Hải ơi là Hải chết. Không đâu, tôi ăn hết mùa rượu bánh canh này luôn. Đây một phần tôm cua mình vậy. Dạ rồi. Ừ. À, sao cái cua này nó màu hồng hồng vậy? Cái gói nha. Cua mà cũng có gói nè. Gói càng á. Cái càng. Cũng này là cái gì? Cái càng hả? Càng cái kìa nó mỏ mình hả? Càng chứ cái mỏ. Chứ không càng đâu chơi. Đó. 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 Càng càng chứ cái mỏ đâu không? Còn này. Đây là cái thịt. Cái thịt đâu? Là bạch để chung luôn hả? Để chính giữa nè. Cái bữa bạch để riêng mà. Ốc này trời còn ẩm thực nữa rồi, kinh quay rồi. Tới luôn. Trời còn ẩm thực. Trời luôn. Ốc ra giờ đâu thấy trời luôn. Đúng không Dũng? Trên này lúc 12 giờ. Trời luôn, đúng không Dũng? Trời luôn. Trời ơi, bà làm rớt mà đổi thừa tôi không? Mình không có là bạn ha. Mình đâu có lỗi thường vậy đây nha bạn ha. Cái gì chị? Biết luôn anh Dũng đại ca. Biết luôn hả? Ở này thì Úc có số điện thoại rõ ràng luôn cô chú anh chị. 791. In mà ai in cũng sai nữa. Ủa? Đó. Không sai. Rồi đúng rồi mà ai dán cái kia rồi. Đó, số điện thoại chị Úc đó nha cô chú anh chị. 791. Bán ơi, có cái nào cơm cái gì hả? Có cái nào cơm cái đi để em rảo anh ngồi. Mà cua này bự chứ không? Càng nó bự vô. Con cua nó bự thì cái càng nó bự. Giờ bốn hai câu dưới này đó. Bị chữ quá nay mặc áo không mẫn có cua gạch hay con nữa dạ à, cua gạch thì 200 dạ con cái kia khác cái dạ cái dạ dạ con cua thật thì 120 cua gạch thì 200 cua gạch ngon lắm xúc ăn thử dạ tốt nãy kênh ẩm thực Mỹ tới quay bà nói ai gì ai ăn cũng tới khen ngon hết hả mình nó ngon. Ồ bà Tám. Sao tôi tôi với bà Tám ngồi ngoài sao cười quá trời. Trời ơi ngon mình nó ngon chứ mình đâu có nói dở đâu. Đó bà Tám đó. Ai ăn cũng tới khen ngon hết bà Tám. Thấy chưa? Ông bác lại ăn con cua gạch liền nghe không? Rồi, con này sao nó thồn cái gạch vô tâm hồn đó là. Rồi thì đó bà không thấy hả, nguyên cái mình nó toàn là gạch không có thấy ngừ nữa đâu.
Mấy con thì đủ mà lấy em mới tính rồi chị. Dạ, hết bánh. Đêm qua gặp bà Tám. Lấy em thịt nha. Dạ. Thịt tôm cua. Hết bánh nha chị. Dạ, hết bánh. Trời ơi, kênh ẩm thực Mỹ tới quay bà nói ai khen cái gì ai. Cái gì ẩm thực Mỹ không? Ai cũng khen ngon quá Tám. Lát tôi ra tôi được kể Ngọc nghe. Ủa nãy nó làm thịt không? Này là nhiêu? 70. Trời ơi, ta bán đồ ăn ngon, ta nói thiệt đồ ăn ngon, ta nói đồ ăn dở đâu. Hãy đưa mình vô mẹ ơi. Đây về hả chị? Có bạn. Không có tiền lẻ. 55. Trời ơi, tôi với bà Tám ngồi sao cười quá trời. Trời ơi, mình bán ngon, mình nói ngon không phải. Cái thằng kèm không phải, cái thằng ngồi sao cười. Hải, nãy cơ nắm thuật Mỹ tới quay bà nói sao biết không? Trời ơi, chị bán đây 20 năm hả? Ai ăn cũng khen ngon hết á. Đó. Hai tô. Dạ, để luôn. Bây giờ đâu bà cắt ra cho tôi coi không? Cắt ra tôi coi thôi nha, tôi không có ăn đâu đó, tôi không có tiền. Trốn nợ. Đó, trời ơi, nay cua nó thùn như tâm hồn hết rồi. Cái gạch đó có thấy cái mình nó đâu. Còn con cua nó có gạch là nó không có thịt hả bà? Nó có gạch ra nó có thịt nữa. Bà chân ra cho anh ta coi. Đó. Quay cái mình nó ra vậy nè. Nó quay ra đó người ta mới thấy. Vớt ra chi vậy Tám? Dặn lát chị uống. Mẫn có câu lại để vô hả? Lát bà uống chị hả? Qua lát chị dặn chị. Ghê vậy? Uống cái đó hả? Cho nó mập từ. Nói vậy mới vừa đó bà không? Tôm chả cua. Ôi sao này nó ướt vậy ốc.
chứ không phải bài tẩm cái gì vô hả? Tôm chả hả? Bữa nay mới biết bạch tám. Bạch tám ba ba ba. Ông lấy chả nha, lấy tôm với lại cua với lại giò thôi nha. Hai bạch tám bạch chậm đó. Cái gì vậy? Lông heo. Ồ. Tám bà có bồ, năm bà bao nhiêu tuổi? Tám có chồng luôn hả? Trời ơi, đã vậy. Gì tám? Mà nó là bập ai? Cũng có bồ, cái chân có gọi là bập liền. Ghê vậy hả? Trời ơi, cục tiền mới để đâu mà bà cũng không nhớ luôn á. Út nghe nói bà xén trúng số không? Gì? Hỏi thôi, gì tụi có hồn nó đâu không có hồn, không có hồn. Sao bà lấy chồng rồi? Ông có thì có là bạch liền, có
bà cắt thịt bà lén lén mà cắt bên đó ốp. Trên mạng nó về rồi biết ra bột bà nào hả cũng nói là bán 20-30 năm 40. Cái người hàng ngăn này là của em, của mình là lâu lắm luôn rồi ha. Trên mạng tụi bạn mấy bạn mà đọc comment á kêu là bà nào cũng kêu là 40 năm 50 năm 80 năm. Hồi xưa bà nói bà bán món là bà bán gì bố? Bán bún vịt cháo vịt à. Ừ. Xưa đó bún vịt cháo vịt. Bán bún vịt cháo vịt con đêm à. Bán ở đâu? Chị bán ở Cửa Lớn. Bán đây nè. Bán đây luôn, bán ngay đây luôn nè. Sao hồi xưa tôi đi ngang tôi không thấy bà nói nè. Hay quá. Đi ló, đi ló, gái không mà đâu ngó đây đâu. Có chân dài, có chân ngắn. Có chân dài không mà đâu ngó đây đâu. Có chân dài, có chân ngắn, 1m81, 1m83. Tôi vô đây 19 năm tôi thấy bà đâu. Trời ơi. Chị bán là bán bún măng, bà bán bún vịt với cháo vịt không à. Mà chị đó bán đủ món. Này không ai gọi điện thoại ship đi hết hả? Bà 8 giờ bà sợ rồi. Nãy ông Hải đài tới đây quay ông không chịu tới đây coi. Nãy nguyên cái xe thùng tới đây luôn các bạn, chiếu đèn rồi tùm lum hết á. Tám chiếu đèn rồi tùm lum, văng đèn rồi lên nguyên cái xe bự lắm, mấy anh Mỹ luôn. Có phiên dịch luôn. Hồi nãy Hải ông chịu ra sớm coi. Coi đài tới. Đây dịnh cho. Mới nãy quay vô. Hả? Trời ơi, nguyên cái xe bự lắm chứ bộ đậu chút đấy à. Hải ơi là Hải chết. Trời ơi, má ơi. Không đâu, tôi ăn hết quà rượu bánh canh này luôn. Lấy một phần tôm cua mang về. Dạ rồi. Cái xe bự lắm, đậu bên đường á. Trời ơi, cái nãy về sớm á, ra cho nó quay mặt con lên. Rồi. Phiên dịch luôn mà. Ghê vậy. À. Xong ngủ luôn. Đúng rồi, khai đốt nhà là cái nhà. Cái gì? Ngày nào cũng coi cho tôi cái gì mà có đó. Phải không? Ờ, đừng quay chút. Hồi nãy bà em chiều ra sớm. Ờ, chứ vậy. Bốt bánh lên đài. Tìm mấy người. Tìm mấy người phỏng vấn luôn á bà. Tôi định nói là bữa bà gì bà gì bà đậu mùa đâu bán ra. Dạ. Bà 70 chấm đất. Ngày nào cũng coi cho bà mấy liếc luôn. Phải không? Ờ, đừng có quay lại bà đăng ký cho mong rồi đó. Không có số nó là đừng lấy hành thư. Tôm cua là đồ mới có. Ông xuống nhà đã đợi đồ đi kiếm ông gia, nó đi hết đường đi qua chợ Bình Thới mới luôn. Đồ chấm đất luôn, kiếm ông gia luôn. Rồi sao? Chứ ông già xuống nhà không có xuống nhà đó. Rồi sao? Không có gì đâu. Thì đem về. Ai không biết tiên hả? Hay ai? Rồi đem về lại hả? Sao bà không gọi cho nó? Không có số nữa đâu. Ừ. Rồi. Nãy người ta tìm mấy người ăn người ta phỏng vấn đó bà. Tôi nói có bà trả lời thôi đã luôn á. Không có đâu.
À thầy, tôi kêu bà đậu mù. Chị Thùy là làm nghề cho vay ở trong chợ Phú Thọ nha các bạn. Nhiêu tiền? 70 hả các bạn? 10 chị thì là cho 10 lấy 14 thôi. Chịu thành hiệu triệu tư hả? Trễ một ngày là biết với chị thì trễ ngày là chị thì tặng 1 ký mắm tôm. Làm cua, tôm cái này thịt sắc không? Ít thôi. Hai. Ít thôi, trời ơi, bỏ miếng thịt ra đi rồi. Đó, bà định gấp vô cái màu xanh đó, đó là bà ăn luôn á. Màu xanh là màu xanh hy vọng mà không chịu. Miếng nắm thôi không? Miếng quyết nữa. Lát nữa các bà lấy cái giá, cái giá bà gõ vô cái mỏ. Không có giá, cái mỏ mà lát được cái giờ. Trời ơi bà Út, bà 27 tuổi mà 5 đứa con bà Út. 27 tuổi 5 đứa con. Hôm qua tôi đi quay quận 8 có em đó 27 tuổi 5 đứa con. Vậy là giỏi lắm rồi. Chưa có dấu hiệu ngừng sinh. Ăn giờ luôn nha em gái. Ăn thịt sắc ha. Sao gọi là thịt sắc bà? Sắc. Ủa lấy hành được không? Tự nhiên bà hỏi lấy hành được cái bà nhìn qua tôi rồi trời. Hỏi. Chết là mưa. Mưa đâu mà mưa? Cho người ta bán đi bạn ơi. Che dù lên. Ủa chú ơi, thấy có thêm con cua nha anh Mừng. Không quý. Lên múc hai bị nước mắm, không quên hai bị nước à bà tà tám. Cái đầy đủ, cái không giòn.
Cho đầy đủ hay em ăn cái gì vậy? Đầy đủ cái không giò. Một con cua nữa hả? Không có một con giùm mình đi bạn ha. À, cua gạch to lắm. Em cho đầy đủ cái giò nè. Ok. Đủ rồi nè. Thêm một con đấy, một nè. Rồi, vậy là 3 phần à. 3 phần nó có em gái nè. Không tiền nó xong. 70 cái chén. Để em lấy em 2 phần vậy luôn đi. Để riêng nha. Mấy con cua. Có kèo mà 70 hết trong ta rồi đó. Một phần thập cẩm. Vậy là 2 phần thập cẩm và 1 con cua. 2 con luôn. Ok. Rồi cảm ơn cô chú các bạn theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo. Thiến số. Bạn của Dũng. Chén nước đã đổ đi rồi không bao giờ hốt lại được. Có rửa cách mấy nó cũng dính đồng hành vô à. Mình kết thúc clip cho mọi người nha.